nhiều người chật vật không thể thành công và giàu có nguyên nhân ít ai ngờ nhiều người loay hoay trên con đường tìm kiếm sự thành công thế nhưng có một yếu tố kìm chân họ có câu chuyện nhỏ thế này một vị giáo sư già đưa ra một câu hỏi nếu bạn lên núi đốn cây vừa lúc nhìn thấy trước mặt có hai cái cây đang đứng một cây thô to một cây nhỏ bạn sẽ chặt cây nào mọi người đã đồng thanh trả lời tất nhiên sẽ chặt cái cây thô to kia rồi vị giáo sư cười bảo nếu như cái cây thô to chẳng qua chỉ là một cây dương tầm thường còn cái cây nhỏ lại là cây thông đỏ vậy bây giờ mọi người sẽ chặt cây nào những người khác suy nghĩ thông đỏ so với cây dương thì đáng giá hơn bèn thống nhất đáp đương nhiên sẽ chặt cây thông đỏ rồi cây dương chẳng đáng tiền mấy vị giáo sư vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn mọi người hỏi vậy nếu như cây dương thân mọc thẳng tắp còn cây thông đỏ lại uốn lệch siêu vẹo các bạn sẽ chặt cây nào đây Mọi người vừa nghe xong câu hỏi liền cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục trả lời, nếu là như vậy thì vẫn nên chặt cây dương. Cây thông đỏ mà bị uốn cong vẹo thì cũng chẳng làm được gì. Giáo sư già nghe xong, hai mắt lấp lánh, phòng chừng ông lại chuẩn bị cho thêm vào câu hỏi điều kiện nào đó. Quả nhiên, ông nói, cây dương tuy thân thẳng, nhưng vì tuổi đời đã lâu nên bên trong hầu như trống rỗng. Lúc này, các bạn sẽ chọn chặt cây nào? Mặc dù không hiểu vị giáo sư hỏi như vậy rốt cuộc để làm gì, những người tại đó vẫn thành thực trả lời theo điều kiện mà ông đưa ra. Nếu thế thì vẫn là chặt cây thông đỏ đi, cây rừng rỗng ruột càng chẳng có tác dụng gì. Ngay sau đó, vị giáo sư già lại hỏi, cây thông đỏ mặc dù không bị rỗng ruột nhưng lại cong vẹo vô cùng. Khiến cho việc chặt cây rất khó khăn, lúc ấy các bạn sẽ chọn chặt cây nào? Mấy người tại đó chẳng buồn suy nghĩ xem vị giáo sư nọ đến tột cùng là muốn đưa ra kết luận gì, lập tức đáp. Vậy chặt cây giường đi cả hai đều không có tác dụng gì nhiều đương nhiên sẽ chọn cái cây nào dễ chặt hơn để chặt rồi vị giáo sư nhanh chóng hỏi tiếp nhưng trên cây giường có một cái tổ chim vài con chim non còn đang ẩn núp ở trong tổ vậy bạn sẽ chặt cây nào cuối cùng có người không nhịn được tò mò bèn lên tiếng giáo sư ngài rốt cuộc là muốn nói điều gì với chúng tôi những câu hỏi này là để làm gì không ngờ vị giáo sư già trả lời bằng một câu hỏi các bạn sao không có ai tự hỏi mình xem rốt cuộc vì lý do gì lại phải chặt cây mặc dù điều kiện tôi đưa ra không ngừng biến hóa nhưng kết quả cuối cùng như thế nào là do động cơ ban đầu của các bạn quyết định nếu như muốn lấy củi thì bạn chặt cây dương còn nếu muốn làm sản phẩm mỹ nghệ thì bạn chặt cây thông đỏ các bạn tất nhiên sẽ chẳng vô duyên vô cớ vác dìu lên núi chặt cây một người chỉ khi trong lòng đã có mục tiêu mới có thể không bị mê hoặc bởi những điều kiện và hiện tượng khác nhau vậy mục tiêu của bạn có rõ ràng không tại sao mục tiêu lại quan trọng câu chuyện trên cho chúng ta bài học rằng chỉ khi một người có mục tiêu rõ ràng mới không bị hoang mang, dao động bởi các điều kiện và tác động bên ngoài, không bối rối, không sợ hãi mà bước đi một cách dũng cảm và vững vàng cho đến bước cuối cùng. Một, có một mục tiêu có hướng để nỗ lực. Mục tiêu như đích đến. Nếu bạn không có đích đến, vậy bạn không thể xác định được hướng đi. Cứ đi lang thang, liệu bạn sẽ đến đâu đây? Hãy viết ra mục tiêu của bạn và làm việc chăm chỉ để hoàn thành chúng. Ngay cả khi bạn không thể cán đích trong một thời gian ngắn, bạn vẫn biết rằng mình đang tiến dần đến đích vì bạn đã đi đúng hướng. Cứ nỗ lực thường hằng, một ngày nào đó bạn sẽ làm được. 2. Mục tiêu là động lực vượt qua gian khổ. Mục tiêu càng lớn, càng ý nghĩa sẽ đòi hỏi càng nhiều nỗ lực, bởi những khó khăn, gian nan tương ứng cũng không nhỏ. Tuy vậy, một khi bạn quyết tâm vì mục tiêu của bạn đã được xác định một cách minh xác và bạn biết rằng mình cần phải đạt được nó, bạn sẽ có động lực thúc đẩy và không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Những chướng ngại kia xuất hiện chỉ để bạn rèn rũa một ý chí kiên cường và bước lên một tầm cao mới mà thôi. Cuộc sống sẽ thật nhàm chán khi không có mục tiêu nào để nỗ lực. Dù chậm tiến, dù gian nan, miễn là bạn kiên trì, nhẫn nại cất bước cũng sẽ nhanh hơn những người không có mục tiêu. Ngày 3, mục đi phải gắn liền với hành động, cuộc sống mới không hoài phí, vô nghĩa. Mỗi người đều có 24 giờ một ngày, nhưng cách chúng ta sử dụng thì khác nhau. Một số người sống trọn vẹn mỗi ngày, tận dụng từng giây, từng phút để hành động và chạm tới ước mơ, trong khi cũng có những người vì không có mục tiêu nên mệt mỏi lê bước qua từng ngày, tinh thần và sức khỏe dần kiệt quệ, lại cũng có người sống buông thả, để đến cuối cùng nhìn lại chẳng còn gì trong tay, cuộc sống cũng không có ý nghĩa. Mục tiêu đi liền với hành động thì mọi sự mới có ý nghĩa. Hãy nhanh chóng tìm ra mục tiêu của mình và lên kế hoạch mỗi ngày, bạn sẽ tận hưởng cảm giác tròn đầy vào cuối ngày khi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm đó và biết rằng mình đang tiệm cận đích đến trong quá trình hành động bạn sẽ liên tục có cơ hội va chạm với cuộc sống và phát hiện ra điểm mạnh điểm yếu của mình đây chính là hành trình khám phá bản thân